Dạ vâng, chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại trên kênh Lê Hiệp Bất Động Sản, chuyên nhà đất thành phố Dị An và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương. Vâng, chiều hôm nay thì em giới thiệu tới cho nhà mình một lô đất trước mặt nha quý anh chị. Ở đây có 3 lô, thì tính là lô ở giữa. Thì lô này hiện tại là có tổng diện tích là ngang 5, dài là 17, thì tổng là 87m2. Đấy, một lô đất có vị trí ngay tại là khu dân cư Phương Thịnh thuộc phường Bình An của thành phố Dị An tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Và lô đất này hiện tại là nằm ngay trục chính của khu dân cư luôn, trục chính đường D1. Đấy, được quy hoạch lộ giới là đường này là 14m, vỉa hè là 3m. Từ cái lô đất này mà đi ra đầu đường anh chị, đó đầu kia là cái cổng nha quý anh chị, cổng khu dân cư Phương Thịnh, và đường cắt ngang là đường DT743A. Thì ở đây là một trong những trục đường xương sống huyết mạch giúp cho mình dễ dàng di chuyển đi về các hướng lân cận, rất là thuận tiện về thời gian. Thì ở đây thì gần với cái bên là làng Đại học Quốc gia quý anh chị này, rồi gần với khu du lịch Thủy Châu, gần với trung tâm hành chính Dị An, và đặc biệt là giáp ranh là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức nha quý anh chị. Thì lô đất này hiện tại là sổ hồng riêng chính chủ đang được rao bán với mức giá là 4 tỷ 350 triệu, có hướng là hướng đông nam, rất phù hợp với quý anh chị có cung mệnh đông tứ trạch. Thì đợt này nếu nhà mình đang có dự định tìm kiếm đất ở khu dân cư Phương Thịnh, rất mong được quý anh chị ủng hộ và liên hệ em theo số điện thoại 0974313794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ các cái thông tin liên quan đến lô đất này. Dạ vâng, em xin cảm ơn.